rồi cây cung đình đỏ to ấy thì chỉ có mấy cây này, nhưng mà trong các mấy cái cây này thì em ngắm rồi, em ngắm cho chị hai cây này để chị chọn này. Một là cái cây thẳng đây là chị đang nhìn này, cái cây này đẹp này, bởi vì là gốc của nó to chắc là hơn ngón chân cái, cái đoạn thoát thân này chắc khoảng tầm được 10 cm, gốc láng bóng, nụ các thứ đầu nụ xanh rất là đẹp. Cái chiều cao của cái cây này là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6. Nói chung là khoảng tầm 1m1, 1m2. Tán đẹp. Đầu nụ sáng bóng. Gốc đây. Đó. Cái cây thứ hai chị ạ. Cây thứ hai là cái cây này. Nó thoát ngắn hơn. Nó cao cũng khoảng tầm tầm được 1m2 giống cây kia đấy ạ. Đấy là hai cây to ạ. Ngoài các cái cây to ra thì sẽ có những cái cây nó nhỏ hơn một chút xíu. Nhưng mà chị đang muốn là cân xứng với cả cái hai cái cây trà chị đã mua của em rồi ấy, thì hai cái cây kia là tươm nhất. Chị xem chị lựa chọn một trong hai cây. Nếu mà là em thì em sẽ chọn cái cây này ạ. Cây đầu tiên. Cây thứ hai thì nó cũng được, nhưng cái phần này nó hơi hếch hếch một tí, nó không cân lắm. Đấy, còn cái lá của cái cây thứ hai thì nó xanh bóng hơn đấy. Nhưng mà cái cây này là đẹp rồi ạ. Ngoài ra thì có mấy cái chậu khác ở bên cạnh thì cái gốc của nó không thể đẹp bằng. Nếu mà xét về gốc thoát to và gốc to và thoát to thì cái cây này là đẹp nhất. Mấy cái chậu này thì không đẹp bằng hai cái cây em chọn cho chị đâu. Đấy, chị thích song thân. Một cái chạc rẽ ra hai thân. Đấy, còn các cây trà thì nó cũng tương đương như nhau thôi, nó cùng một cái kiểu thể loại giống như này thôi. Đấy, chị xem duyệt được hai cái cây kia thì duyệt. Còn đâu em sẽ chụp mấy cái hình em gửi cho chị.